Như bà con và Hải Yến cũng đã biết, Đơn Dương là một địa phương trồng rau củ quả thương phẩm chủ lực của tỉnh Lâm Đồng với diện tích khoảng 27.000 ha, năng suất đạt bình quân là 340 tạ một ha một năm. Để phát triển kinh tế từ nhóm cây trồng thế mạnh này, bên cạnh những hộ người kinh với kỹ thuật sản xuất đảm bảo, trong những năm qua thì nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã chuyển sang trồng rau theo hướng luân canh. Hiệu quả được thể hiện qua một mô hình trồng rau của nhà nông Gia Thìn ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương nhà nông Gia Thinh có năm sào đất chuyên canh các loại rau củ quả. Đây là nhóm cây trồng ngắn ngày, thời gian canh tác mỗi vụ dao động từ 3 đến 4 tháng. Nên anh Gia Thinh đã tăng cường luân canh nhiều loại cây trồng khác họ trên cùng một diện tích canh tác để hạn chế nấm bệnh tồn dư. Theo đó, trong cơ cấu sản xuất của gia đình mình, bên cạnh rau họ thập tự như sú, lơ, cải thảo là nhóm cây trồng chủ lực trong vườn. Anh Thinh còn luân canh với các loại cây như là khoai tây, cà chua. Kèm theo đó là quy trình đầu tư chăm sóc theo hướng công nghệ cao tương đối đồng bộ, nhờ vậy mà mỗi năm vườn rau của gia đình anh thinh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng đây là mô hình luân canh nhiều loại rau củ quả ngắn ngày vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả đang được nhiều nông dân ở xã tu tra tìm đến học tập và nhân rộng